chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm qua mọi người, ba mình nó có đi bẫy dính được một ít chuột nè mọi người. Hôm nay mình sẽ làm món chuột nướng siêu cay nha. Nguyên liệu mình đã ăn kèm với món chuột nướng mọi người, gồm có một ít rau sống nè mọi người, với lại dưa leo, cà chua và nguyên liệu không thể thiếu đó là ớt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi làm sạch chuột nha. Mình trộn đều lên nha mọi người và ướp trong vòng 20 phút nha. Trong thời gian mình chờ cho chuột nó thấm gia vị mọi người, mình sẽ đi đốt than nha. Mình sẽ đâm muối ớt các mọi người, muối ớt chanh mình ăn chung với chuột nướng nha mọi người. Mình cho bột ngọt, đường, muối và ớt nha mọi người, mình đâm lên. Thank you.
chào mọi người nha. Thành quả 2 tiếng đồng hồ của mình nè, mọi người thấy có hấp dẫn không? Mời mọi người dùng chung với mình nha. Hãy mình ăn thử một cái đùi coi. Mời mọi người. Ngon rồi, còn thiếu sắc luôn á. Mình nhai luôn được xương rồi. Thịt chuột thì nó thơm luôn rồi. Rất là ngon luôn á. Thôi mọi người, các bạn thử làm theo công thức của mình á. Mình đã làm rất là ngon luôn á. Ngon không? Con chuột nó vàng ươm luôn á. Hấp dẫn không? Mời mọi người nha. Ngon mọi người. Hàng xóm mình mọi người, hôm nào cũng karaoke luôn á. Mà có ồn á mọi người thông cảm cho mình nha. Mời mọi người nha, ngon quá mọi người ạ. Xuất sắc luôn á. Mình nhai uống xuống mọi người. Rất là ngon á. Mặc dù nó hơi cay nhưng mà mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Các bạn có thích mình á, hãy cho mình một like, một share. Và đừng quên đăng ký kênh mình nha. Chào mọi người.